Xin chào anh chị và các bạn, em là Biển Xanh, nhà môi giới bất động sản. Chúc anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 0377304018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay thì em xin được chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới, đó là 8 lô đất liền kề tọa lạc tại ấp Tràm Lạp, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Vị trí bất động sản ngày hôm nay thì nó chỉ cách với đường ấp Tràm Lạp đang thi công chuẩn bị đổ nhựa là khoảng 60m quý anh chị nhé. Từ bên bức tường này đo sang tới bên kia là 8 lô liền kề và dài sâu xuống phía sau là 50. Ở đây thì có 8 lô liền kề, mỗi lô lần lượt là 4.2 dài 50. Tổng diện tích là 212m² trên một lô, trên một sổ. Đã ra sổ hồng riêng, 8 sổ hồng riêng anh chị nhé. Có hai mặt tiền đường, mặt tiền đường phía trước là hướng nam và mặt tiền đường phía sau là hướng bắc. Ngang 4.2 và dài là 50. Và bây giờ thì Biển Xanh sẽ chạy từ mặt tiền phía trước vòng ra mặt tiền phía sau để anh chị mình xem tham khảo. Vị trí ngày hôm nay thì chỉ cách mặt tiền đường ấp Tràm Lạc đang chuẩn bị thi công đổ nhựa 60m thôi anh chị nhé. Ở đây thì dân cư rất là đông đúc. Khu vực này thì cái giá bất động sản nó cũng khá là cao rồi. Và ngày hôm nay 8 lô liền kề, mỗi lô là 4.2 dài 50, có hai mặt tiền đường trước và mặt tiền đường sau. Giá là 2 tỷ 350 triệu trên một lô, còn thương lượng bao thuế phí công chứng sang tên anh chị nhé. Sổ hồng riêng pháp lý minh bạch rõ ràng. Còn những anh chị nhà đầu tư nào chúng ta mua sỉ luôn hết 8 lô thì sẽ có giá cho anh chị đầu tư. 8 lô liền kề nếu anh chị lấy hết giá sỉ. Còn mình mua lẻ thì sẽ là 2 tỷ 350 triệu trên một lô cho diện tích là ngang 4.2 và dài là 50. Một mặt tiền là hướng nam và một mặt tiền hướng bắc, có hai mặt tiền đường trước và tiền mặt tiền đường sau. Cách mặt tiền đường ấp Tràm Lạc đang thi công đổ nhựa chỉ có 60m thôi. Và từ vị trí bất động sản ngày hôm nay, anh chị mình chạy ra tới khu vực nhà thờ giáo xứ Mỹ Hạnh, ngã ba Mỹ Hạnh, chỉ 1 cây 4 thôi anh chị nhé. Khu vực dân cư làng xóm rất là đông đúc. Và ở đây thì nó rất là gần, mình đi thông sang được khu công nghiệp Đức Hòa 3. Với cái vị trí ngày hôm nay, quý anh chị mình có thể mua 2-3 lô mình xây phòng trọ cho thuê cũng được, hoặc là xây nhà vườn, an cư lập nghiệp ngay tại khu vực này. Ở đây mình di chuyển vào trung tâm Sài Gòn thì rất là gần anh chị nhé, bởi vì nó gần ngay khu vực ngã ba Mỹ Hạnh. Ngang 4.2 và dài là 50, tổng là 212m² trên một sổ, 8 lô là 8 sổ. Anh chị mình mua hết 8 lô thì sẽ có giá sỉ cho anh chị đầu tư. Đất gò cao ráo bằng đường, đường trước và đường sau thì anh chủ cũng đã đổ bê tông rất là sạch sẽ. Còn phía bên ngoài thì là đường ấp Tràm Lạc, nhà nước cũng đã đặt cống xong rồi và chuẩn bị đổ nhựa anh chị nhé. Ở đây xóm làng dân cư thì ở khá là đông đúc rồi. 8 lô liền kề ngày hôm nay anh chị và các bạn quan tâm thì hãy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc trên màn hình để chúng ta có thể là đi xem đất cũng như là xem sổ hồng anh chị nhé. Đây chính là con đường ấp Tràm Lạc. Từ đây mình chạy ra tới cổng chào ấp Tràm Lạc, đường tỉnh lộ 9, chỉ 900m thôi anh chị nhé. Hai bên đường này thì dân cư ở rất là đông đúc rồi. Con đường này thì nhà nước mới đặt cống xong và cũng đã lưu bằng đường rồi, chuẩn bị đổ nhựa. 8 lô liền kề ngày hôm nay anh chị mua hết để chúng ta mua giá sỉ, rồi chúng ta lại bán lẻ ra thì sẽ có giá tốt cho anh chị đầu tư. Anh chị và các bạn quan tâm đến 8 lô liền kề ngày hôm nay thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 0377304018. Biển Xanh sẽ gửi sổ cho anh chị mình xem. Chúc anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau nhé.